nếu như là Sam thì Sam sẽ chọn chơi mê cung hay là Sam sẽ chọn chơi những cái trò chơi vận động khác? Nếu là Sam thì Sam nghĩ là Sam sẽ chọn trò chơi mê cung. Là con gái thì mình tham gia với trò chơi mê cung thì giống như là mình vận dụng trí nhớ và đầu óc nhiều hơn là phải chơi vận động cơ thể. Có vẻ là đỡ mệt hơn rất nhiều. Vận động cơ thể đi, giảm cân nó đẹp. Rồi em bố lúc ra nó giảm nữa rồi còn bụi xương không thì sao? Ngọc yêu thương như xem. Đón xem Cú Phạt Đền tập 12 phát sóng vào lúc 21:30 thứ sáu ngày 31 tháng 3 năm 2017 trên kênh HTV7.